theo con số công khai ấy, thì cũng phải cỡ 5 triệu đô la hoặc hơn. Và EDS, đặc biệt là EDS thì ngay từ khi ra đời đã được đầu tư 60 triệu đô la, trong đó 30 triệu từ MIT và 30 triệu từ Harvard. Và Coursera sau 2 lần vận động các nhà đầu tư thì được 65 triệu đô la. Trong cái đầu tư cho MOOC cũng rất là khủng khiếp chứ không phải là đó. Và cái thách thức tiếp theo của MOOC là gì? Là thách thức về mô hình tài chính hay mô hình kinh tế. Cho đến nay MOOC chưa có một mô hình kinh tế bền vững, tức là đầu tư là giáo dục trực tuyến nhưng mà không ai biết là thu hồi lại lợi nhuận của cái nhà ấy ra tất cả đều miễn phí, thì không ai nghĩ rằng là có thể thu lại tiền của cái nào cả. Nhưng mà vì nó có lợi ích cho cộng đồng cho nên là cái đấy đó chủ yếu là được đầu tư bởi các quỹ, các tổ chức phi lợi nhuận. Một số trang MOOC thì tìm cách tổ chức dưới dạng công ty kinh doanh của sẽ thu lợi lại, nhưng cho đến nay thì cũng chưa rõ ràng sẽ thu lợi ở cái nào. Tiếp theo là thách thức về công nghệ. Chẳng hạn trước đây tôi cho rằng e-learning thất bại có hai lý do. Một là cái hạn chế về công nghệ của các hệ thống e-learning là không đáp ứng được thực sự cái nhu cầu của người học đấy. Cái thứ hai là sự thất bại không phải của e-learning mà là e-teaching đấy. Cái thách thức của e-learning thì lại là e-teaching, thách thức trong học trực tuyến thì lại là do dạy trực tuyến đấy. Tức là những người dạy thì không đủ khả năng, không đủ kỹ năng để tạo ra khóa học hấp dẫn đấy, cho là thất bại. Và cũng là thách thức của công nghệ. Cho nên quý vị hình dung là gì đây? Một khóa học, ví dụ như có 100.000 người học thì bản thân 100.000 người đó họ tương tác với nhau trong một môn đó thôi thì là giống như một mạng xã hội thu nhỏ rồi, nó rất là phức tạp. Cho đó cũng là một cái thách thức. Và do đó thì EDS chẳng hạn là đã mở mạng nguồn của mình, hoặc là Google Coursebuilder thì cũng mở mạng nguồn của mình và để cho mọi người cùng xây dựng, cùng hoàn thiện. Và tất cả cái này thì đều đang hoàn thiện, đang thử nghiệm chứ. Bản thân là EDS, mạng nguồn của EDS là họ nói rằng rất là bước sơ khai ban đầu, chỉ đưa ra những thôi chứ họ còn phải cải tiến rất nhiều của Google Coursebuilder như vậy. Cứ 2 tuần họ update, họ thay đổi một lần. Bởi vì sao? Thì tất cả đều đang bỏ về mặt công nghệ. Tiếp theo thách thức của MOOC là gì đấy? Là việc đánh giá và khảo thí. Thế bây giờ tất cả học trực tuyến như này đánh giá thế nào? Rồi là vấn đề trung thực trong học tập, là bài làm sao tôi biết là anh làm hay là người khác làm. Cho đó là một thách thức của MOOC. Thì cái đánh giá này có thể là gì? Được thiết kế tự động trong ngay quá trình thiết kế bài giảng và đánh giá bởi hỗ trợ giảng. Và đặc biệt là sinh ra một cái hiện tượng mới là gì? Là học viên tự đánh giá lẫn nhau. Bây giờ 100.000 người học thế này thì không một ai có thể tôi sẽ nào chấm 100.000 bài cả. Thì cái đó là một phân công, một ông học phải chấm bài cho hai ông bên cạnh, cứ như thế đấy. Thì tức là các học viên tự đánh giá chấm bài lẫn nhau, cũng là một cách thức đánh giá của MOOC. Và thi cử thế này chưa ai biết là thi cử như thế nào đấy. Người ta nghĩ đến việc là gì đấy, là học trên mạng, nhưng mà đến lớp thì thường phải tổ chức thi cử và giám sát chặt chẽ cái đó. Nhưng mà cái đó cũng chưa phải một phổ biến, một số nơi thì đã làm như vậy rồi, một số đại học đã làm như vậy rồi. Thì đây giới thiệu hệ thống là cấp chứng chỉ của Coursera chẳng hạn. Thì bắt đầu được bảo anh phải có cách thức để xác nhận là đúng ai thử để anh thi họ đánh giá đấy. Anh phải có ảnh, có là một số cái giống như mã vân tay, tất nhiên là vân tay điện tử thôi, không phải vân tay này đấy. Họ xác nhận là gì? Một cái mã số 8 ký tự chẳng hạn, là sau này anh nhập vào thì đó chính là anh. Thì anh vào xong họ cấp chứng chỉ này giúp như thế đấy. Thì tôi cũng đi vào được chi tiết. Tiếp theo thách thức về kinh tế là gì đấy? Là tài chính này cũng không rõ ràng. Rồi sư phạm truyền thống thay đổi hoàn toàn, không ai biết là MOOC dạy MOOC thì dùng tiếp các phương pháp sư phạm truyền thống thay đổi phương pháp sư phạm hoàn toàn mới, không rõ chất lượng thì gần như hoàn toàn dù vào người học. Người ta thích thì người ta học, thích người ta bỏ, và cũng có rất khó khăn để kiểm soát chất lượng của người học đó. Rồi đánh giá với các bạn cũng là một khó khăn nữa. Thì bên ngoài nước Mỹ thì sau năm 2012 thì cái trào lưu này nó nổi bật lên, thì ra khỏi nước Mỹ châu Âu chẳng hạn, thì tất cả cũng gần như là sôi động vì MOOC. Chúng ta nhìn thấy rằng ở Đức chẳng hạn có IOC của các team, rồi cũng được đầu tư khá lớn từ EU, rồi từ bộ của một số bộ của Đức, rồi Open Edu, rồi là Coursework cũng là một dạng công ty startup, rồi là FutureLearn của UK của Anh chẳng hạn. Thì là mới ra đời cũng đã đứng 22 trường đại học hiệp hội chẳng hạn, rồi Viola của Tây Ban Nha, rồi Open Up Edu của Liên hiệp châu Âu. Thế là gì? Ra khỏi nước Mỹ thì đã lan sang châu Âu rất là mạnh mẽ, và châu Âu đã nhập cuộc. Châu Á thì chuẩn bị nhập cuộc với báo như vậy. Một số trường đại học quốc gia Singapore đã thử nghiệm một vài khóa trên Coursera,
đại học của Đài Loan đã thực hiện, tức là nó sắp ra về châu Á. Thì đây là một số cái giao diện của các cái trang ví dụ Khan Academy, rồi Coursera, rồi EDS. Thì trên Coursera bây giờ có khoảng 4 triệu học viên và có vài trang quà. Bây giờ sang phần thứ hai là tôi giới thiệu ngắn gọn về Job School. Thì khi tôi trở về vào cuối tháng 12 năm 2012 đấy, ngày 24 tháng 12 thì chúng tôi, bản thân tôi chỉ mang theo hai ý tưởng. Một là xây dựng cuốn sách chuyên gia, thứ hai là xây dựng cuốn cổng cho ứng dụng trực tuyến. Và tôi nghĩ rằng là gì, với sức của mình thì chỉ có thể làm cuốn sách chuyên gia mà thôi. Và trước đó 6 tháng thì tôi đã về Sài Gòn, tôi lên Đà Lạt, tôi về Hà Nội, tôi bắt đầu cũng chuyện đó. Nhưng đến khi tôi trở về thì nó khó khăn nhiều hơn tôi được, nó chậm hơn nhiều tôi được rất nhiều. Và lúc đấy, trước đấy thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm MOOC, bởi vì nó đòi hỏi đầu tư lớn như vậy. Nhưng mà khi cái dự án kia của sách chuyên gia nó chậm lại thì bắt đầu tôi lời ra MOOC. Và sau Tết thì ngày 24 tháng 12 thì tôi đăng ký cái tài khoản đầu tiên ở trên YouTube hay trên Google tên là Job School. Sau đó tháng 3 thì thử nghiệm có bài giảng. Mùng 1 tháng 4 thì bài giảng đầu tiên ở trên YouTube và tôi chủ định đến ngày cá thứ 4. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không muốn những ngày học là gì và phải tin hoàn toàn là cái điều hướng dẫn. Họ có thể tham khảo nhưng họ không nên tin theo. Và cái bài giảng để ngày 1 tháng 4 là tôi nhất định là không có đi mặc dù chất lượng nó không được như ý. Tiếp theo ngày 6 tháng 6 thì sau khi đã cảm thấy là công nghệ giảng bài rồi thì tôi bắt đầu thông báo rộng rãi ra công chúng là gì? Cho bạn bè để lấy phản hồi. Và tháng 7 thì thử nghiệm một số hoạt động ngoại khóa của Job School. Và ví dụ như tổ chức chạy hè ở trường ngoài khoa học thế này để xem là cái mức độ tương tác như thế nào tiếp theo hơn. Rồi ngày hôm nay 31 tháng 8 vào buổi sáng tôi có viết một cái thư ngắn là hôm nay chúng ta bắt. Thì có lẽ là tôi sẽ thì đây là cái giao diện hiện thời của Job School. Thì nó cũng về mặt hình thức thì nó cũng giống như Coursera, giống như tất cả mọi thứ khác thôi. Thế là gì đấy? Nó có cái phần tin tức, tức là những hoạt động vừa mới xảy ra gì đó với lại cái tổ chức này hoặc là cái gì đó mà tôi vừa làm. Hoặc là đây cái giáo án Job School đây, quý vị có thấy là cái sáng nay tôi đang tin ở đây. Rồi khóa sắp khai giảng thì tôi sẽ thử khai giảng cái khóa về kỹ năng mềm cho các em học sinh về hiểu về giao tiếp. Rồi khóa về chuyên môn của tôi là vật liệu từ và từ học. Rồi là hóa học đại cương, rồi nhập môn học, thành những môn mà ngày xưa tôi đã làm dạy đại học. Và ở đây một môn là tiếng Anh học thuật chẳng hạn thì cho sinh viên của chúng ta là rất yếu về chuyện tiếng Anh học thuật, biết bài đó học thế nào, báo cáo thế nào, vân vân. Đó có thể được học như thế nào thì tôi cũng sẽ giảng ở đây. Và đặc biệt chúng ta hoàn toàn, theo tôi về nguyên tắc là hoàn toàn tự do đưa những nội dung mới vào đây giảng dạy, miễn là em có đủ tri thức và em có đủ chuyên gia để giảng dạy. Và đây tôi thử nghiệm một cái môn là triết học của toán học. Tôi tin rằng trong khoa triết của trường học chúng ta nên không đào tạo môn triết học của toán học. Đó. Hoàn toàn là chúng ta có thể giảng nếu như chúng ta tự tin đủ kiến thức và chúng ta đủ nguồn lực. Cho nên cái cổng này nó hoàn toàn cho phép chúng ta triển khai những cái kiến thức chạy song song với hệ thống hiện hành rất là mới. Ví dụ vì đây là cái khóa cho tôi thử chọn những môn này thử xem có lẽ là ngắn chúng ta sẽ đây đấy thì thứ môn như thế này. Thì về tổ chức là gì đây? Là tôi cho môn tổ chức là vừa giống như là nguồn tham khảo của Khan Academy, vừa giống như là của Coursera EDX. Bởi vì tôi biết rằng là người Việt Nam dường như là hơi lười đăng ký, dù là chỉ đăng ký một cái tên, một email thôi. Và họ sẽ học một công việc đăng ký cho là tôi để rằng ai thích đăng ký thì học và sẽ có xác nhận, có những học bạn sau suốt tiến trình anh đã học những bài nào, phần nào, bao nhiêu môn. Và nếu anh không đăng ký thì anh vẫn có thể học được. Đấy. Và trước khi khoa học khai giảng thì sao? Thì sẽ có một cái giới thiệu ngắn về nội dung của nó. Rồi phần đăng ký, anh đăng ký nhất vào đây. Đăng ký rất đơn giản thôi, email và tên của anh thôi. Và nội dung thì bài 1, bài 2, những cái nội dung chính. Mỗi bài này có một chương hoặc một bài và sau đấy mỗi bài sẽ có nhiều tiết khác nhau về những nội dung, ví dụ như môn này là gì đấy. Về vô hạn, về sự vật, về niềm tin linh tính, rồi về mệnh đề nữa thì khẳng định ra quyết định vân vân, chủ những chuyện như thế. Và trong một cái khóa học này luôn luôn có những cập nhật về cái phần này là phần thông báo. Phần thông báo là gì đây? Giảng viên có thể thông báo
nộp bài vào bao nhiêu giờ, ngày bao nhiêu đấy, hoặc là có gì đó mới, tất cả những thông báo giảng viên có thể thông báo đến học viên trên mạng trực tuyến hoặc là qua email, rồi là gì, giảng khóa học tận thông tin về chính cái khóa học này, rồi là về diễn đàn các mọi người họ có thể lên đấy thảo luận giống như một cái mạng nhỏ, cái diễn đàn nhỏ. Ví dụ như vậy. Và đây thì tôi cũng mong muốn là gì đây, là cái việc này nó, việc giáo dục trực tuyến này thì nó cũng không chỉ nên dừng là ở cho bậc đại học, mà sao là chúng ta nên tạo một kho trí thức, một kho dữ liệu mở cho tất cả các bậc học. Chính vì thế mà tôi thiết kế là có cái phần tiếng Anh đó, một cái phần khá quan trọng rồi, phần là giáo dục cho mẫu giáo, những kiến thức về giáo dục cho mẫu giáo rất là thiếu ở Việt Nam, rất là thiếu và rất là ngặt nghèo. Thì tại sao chúng ta không gây dựng một cái kho kiến thức tử tế đàng hoàng về kiến thức về giáo dục mẫu giáo đấy, cho các cháu, rồi về tiểu học, rồi trung học cơ sở, rồi cả đại học, rồi một số kỹ năng và nghiệp vụ, chẳng hạn một số đơn vị, những các công ty muốn đào tạo cho hàng chục nghìn nhân viên cùng một lúc, thì tại sao không đào tạo hóa học trực tuyến tải lên đây cho tất cả cùng học đấy, một cách dễ dàng đấy. Rồi những tiêu chuẩn và góc nhìn, tôi rất mong muốn là được lắng nghe những chuyên gia trong những cái ngành đó có một buổi trò chuyện khoảng 40 phút, 50 phút về cái vấn đề đó, giống như một cái tư liệu, một góc nhìn, tôi sẽ ghi lại cho cả anh em lên đây. Đấy, ví dụ như thế để chia sẻ với cả mọi người. Sự một bài nói chuyện của giáo sư Pierre Davila chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ dự kiến tải lên sớm, hoặc của giáo sư Quảng Châu, hoặc là một nhà bác học nào đó đến thăm Hà Nội chẳng hạn. Bất chợt tôi xin ghi hình phỏng vấn sâu trong khoảng 40 phút, 45 phút chẳng hạn. Thì đó sẽ là tư liệu rất là đủ, những cái tư liệu để góc nhìn. Không phải bây giờ, có thể sau này nữa, chúng ta được được. Sau này con người ta sẽ già đi, cũng phải đó người ta đến đây một lần. Nếu chúng ta không lưu lại thì sẽ mất hết. Đó. Rồi là kiểm tra thi thử, hoàn toàn tiến hành hệ thống kiểm tra thi thử. Trước khi thi đại học chẳng hạn, nếu vấn đề nó rất là nóng, thì chúng ta có thể tổ chức những cái việc thi thử trên này hoàn toàn cho các bạn tham gia thi thử. Đó. Ở như vậy là sơ bộ về cái cổng giáo dục trực tuyến giáo dục thôi. Tất nhiên, vậy thì vào cái đề mục này thì quý vị thấy đấy là gì đây? Là tôi cũng mong muốn là gì? Làm cái tổ chức giáo dục thì không nên chỉ giáo dục không, nếu không có nghiên cứu thì nó sẽ bị lạc hậu. Cho nên là sẽ mong muốn triển khai các hoạt động về nghiên cứu, về dịch thuật, về tư vấn, rồi về xuất bản. Chẳng như dịch thuật thì tôi đã có cái phỏng vấn sơ bộ với nhà xuất bản chính thức là làm một gói về cuốn sách chuyên gia.